Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Plan của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón vành bèo như thế này ha, rất là xinh xắn luôn. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể luôn á. Với lại cái vành nó uốn lượn một cách rất là tự nhiên, chúng ta sẽ không có cần nẹp kẽm, không có cần nẹp cước gì hết luôn ha các bạn. Cái form nón nè, rất là xinh luôn. Cái vành này là che nắng là hết ý luôn ha, với váy túi rồi maxi chúng ta đi biển quá hợp lý luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu mốt này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mũ này thì các bạn sẽ sử dụng dây sợi tùy thích nha. Mình sẽ móc sợi dệt các bạn, và màu nâu sữa như thế này ha. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình cái cắt len, kim thô len với lại cái hộp quẹt để mà mình hơ những cái sợi tua ra nha. Đây là cái bảng số đo móc nón mà mình đã tổng hợp cũng như là sử dụng trong suốt cái thời gian mà mình móc len đó các bạn. Mình có tổng hợp ở đây là từng cái độ tuổi nè, từ sơ sinh cho tới cái size người lớn luôn ha. Vòng đầu là bao nhiêu tương ứng với cái số tháng, số tuổi nè. Ví dụ như vòng đầu của bé sơ sinh thường thường dao động sẽ là 38cm á, thì các bạn có thể là móc khoảng 40cm để mà chúng ta đội được lâu hơn, như ví dụ là vậy ha. Còn cái hôm nay mũ này á, thì mình sẽ làm cái size người lớn nha, và mình sẽ làm cái size là 56cm nha các bạn. Quan trọng của chúng ta là cái thông số cái vòng đầu nè, các bạn sẽ xác định vòng đầu là bao nhiêu từ chóp xuống mang tay, tức là ở chỗ chính giữa cái đỉnh đầu á, xuống chỗ cái mang tay là chúng ta sẽ móc bao nhiêu cm, rồi chúng ta sẽ móc ra cái phần vành nha. Đây, đỉnh đầu xuống tới cái lỗ tai, tức là xuống tới cái phần trái tai á, thì chúng ta sẽ có cái số cm nè các bạn. Ví dụ như 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ứng với từng cái số tuổi ha. Và chúng ta sẽ, nếu mà móc từ ở trên đỉnh xuống tới cái mang tay á, là chúng ta sẽ móc cái số này. Ví dụ như 1, 2 tuổi đi, mình sẽ lấy 18, mình trừ đi 3 hoặc là 4cm nha, để mà chúng ta móc cái độ cao của cái phần thân nón á các bạn. À, tới cái đoạn này thôi là mình sẽ ra cái phần vành á. Ở đây mình sẽ móc cái size người lớn, size 56cm nè. Vậy thì mình sẽ lấy 21, mình trừ đi cho 3cm đi. Mình sẽ móc là khoảng 18cm nha. 18cm rồi mình sẽ ra cái phần vành. Rồi các bạn có thể là chụp cái bảng 1 này lại ha, hoặc là add cái Zalo của mình, cái Zalo số 0901230246, mình sẽ gửi nguyên cái bảng này nè cho các bạn tham khảo nha. Và cái vì mình móc sợi dệt đó các bạn, cho nên là cái bảng 2 này nè mình không có sử dụng, và mình móc cái mũi đơn, cho nên là cái đường kính của cái phần chóp nón ở trên cái đỉnh đầu á, thì chúng ta sẽ lấy cái số đo vòng đầu chia cho 3,14 nha, là nó sẽ ra một cái số cm. Ví dụ như ở đây mình sẽ móc số đo vòng đầu là 56, mình chia cho 3,14 là nó sẽ ra 17,8. Như vậy là mình sẽ móc 17,8 cái đường kính luôn ha. Rồi ở những cái size khác các bạn cũng sẽ chia tương tự như mình á. Một lát nữa rồi mình sẽ, trong cái quá trình móc rồi mình sẽ đo cho các bạn biết được cái đường kính này chúng ta sẽ đo như thế nào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy sợi ra và kim móc để mà chúng ta bắt đầu móc những cái mũi móc đầu tiên nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn ha, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó là chúng ta sẽ kéo rút cái vòng tròn này cho nó khít lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc xoắn ốc luôn ha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Rồi các bạn sẽ lấy cái ghim đánh dấu ra đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè.
để chúng ta móc hai mũi móc đơn của một chân ha. Bây giờ mình sẽ quy ước nha các bạn. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi ít, hai mũi móc đơn của một chân mình sẽ đọc là mũi V nha. Các bạn sẽ thực hiện hai mũi móc đơn của một chân ở chân móc đầu tiên này, tức là 1V. Chúng ta có 8 chân móc, như vậy thì chúng ta sẽ móc 8V ha. Các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên của cái cụm 1V này nha. Chân thứ hai 1V luôn. Và các bạn sẽ làm cho mình hết tất cả 8 chân móc này, mỗi chân là 1V. Mình đã móc xong hai móc thứ hai rồi. Chúng ta có được là 16 chân móc ha. Các bạn sẽ gỡ cái đánh dấu này ra. Móc hai móc thứ ba. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này. 1X. Đánh dấu lại cái 1X đầu tiên của hai móc thứ ba này nha. Chân móc thứ hai chúng ta sẽ móc 1V. Vậy thì các bạn sẽ móc theo công thức là 1X 1V lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn nha. Ở đây là được một cụm rồi nè. Lặp lại thêm 7 lần nữa. Mình đã móc xong hai móc thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra. Chúng ta móc hai móc thứ tư ha. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1X. Chúng ta sẽ đánh dấu lại cái 1X này nha. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 1V. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc 1X. Vậy thì các bạn sẽ có cái cụm là 1X, 1V, 1X ha. Một cụm của chúng ta bao gồm 3 chân móc như thế. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Như vậy mỗi hàng thì chúng ta tăng 8 lần, 8 chân móc. Cái này được một cụm rồi. Chúng ta sẽ làm thêm 7 cụm nữa. X, V, X. X nè. V. X. Và các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi. Gỡ ghi đánh dấu này ra. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm nha. Hàng móc thứ năm thì chúng ta sẽ móc theo công thức là 3X 1V. Móc 1X đầu tiên. Đánh dấu nó lại. X ở chân thứ hai, chân thứ ba. Chúng ta có 3X rồi nè. Thì chúng ta sẽ móc 1V nữa nha. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm 3X 1V này tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 5 rồi. Các bạn sẽ gửi ghim ra và chúng ta móc hàng móc thứ 6 ha. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 2X 1V và 2X là có 5 chân móc nha. Móc 1X đầu tiên, đánh dấu lại. X thứ hai. Ở chân thứ ba chúng ta sẽ móc 1V. Và 2X tiếp tục ở chân móc thứ tư và chân móc thứ năm nè. Vậy là chúng ta có 2X, 1V và 2X. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ sáu rồi đó các bạn. Nếu mà các bạn thấy nó rảnh rảnh á, các bạn sẽ vuốt nó nha. Cho nó đừng có rảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ bảy. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 5X 1V nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc 1X đầu tiên trước và đánh dấu lại. Bạn nào quen đánh dấu một điểm bằng cái cộng len rồi á, chúng ta sẽ không có cần tháo ra tháo vô như thế này ha. Ở đây được một rồi. Chúng ta sẽ móc trên cái bên 2, 3, 4, 5. Chúng ta có 5X rồi ha. 1V. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 7 rồi và mình thấy nó hơi lượng á các bạn. Cho nên là mình sẽ móc hàng móc thứ 8 không có tăng mũi ha. Nếu mà các bạn không có bị lượng giống mình á, thì chúng ta sẽ không có cần móc hàng móc mũi toàn mũi ít đâu. Các bạn đợi mình xíu, rồi mình sẽ cho ra cái công thức làm cái hàng móc tiếp theo của các bạn ha. Ở đây là nó hơi rảnh nè, cho nên là mình sẽ móc 56X cho hàng móc thứ 8 nha. Hàng móc thứ 7 này chúng ta kết thúc là có 56 mũi rồi đó. Ở hàng móc thứ 8 này mình sẽ móc 56X. X đầu tiên, đánh dấu lại.
Tại vì chúng ta móc xong rồi chúng ta đo cái phần đường kính đó các bạn, cho nên là không quan trọng là chúng ta móc theo cái công thức như thế nào, chúng ta chỉ cần móc cái đường kính nó vừa vặn với lại cái đầu của mình là được rồi ha. Công thức thì nó sẽ giống nhau hết à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 56x cho hàng móc thứ 8 này nha. Móc theo mình luôn cũng được, không sao chứ. Rồi, các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ 8 rồi nè các bạn, và nó đã bớt chẵn rồi ha. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 9. Các bạn sẽ móc theo công thức là 3x1v và 3x nha. X đầu tiên nè. Rồi, chúng ta sẽ đánh dấu lại. 1 rồi đó. 2, 3. Chân thứ tư này chúng ta sẽ móc 1v. 3x tiếp tục. 1, 2, 3. Lặp lại cái công thức này cho mình tới cuối hàng luôn ha. 3x, 1v, 3x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 9 rồi. Và chúng ta có được một cái chóp như thế này rồi ha. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 10. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 7x, 1v nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7x rồi, 1v ở chân móc kế bên. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc 7x 1v tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 10 rồi, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 11 với công thức là 4x 1v và 4x nha. 1x đầu tiên. 2, 3, 4. Về kế bên. Rồi 4x nữa nha. 1, 2, 3, 4. Lặp lại nguyên cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 4x, 1v và 4x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 11 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 12. Với công thức là 9x 1v nha. Các bạn sẽ móc 1x đầu tiên, đánh dấu nó lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy chúng ta có 9x rồi. Móc 1v ở chân bên cạnh. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 9x 1v. Mình đã móc xong hàng móc thứ 12 rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử thôi. Đây được 11.2 rồi nè. Các bạn móc size nhỏ thì các bạn sẽ đo từ từ được rồi ha. Và chúng ta sẽ dựa theo cái bảng đó chia số đo vòng đầu này chia cho 3,14 là nó sẽ ra một cái một con số đó. Số đó chính là cái cm mà cái đường kính của cái vòng tròn này chúng ta có được này ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẫn móc lên nhiều hàng móc nữa ha các bạn để cho đạt 17.8 hoặc là 18 ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 13 là sẽ móc theo công thức là 5x 1v và 5x nha. 5x nè. 1x đầu tiên. 2 3 4 5 1v. Và 5x 1 2 3 4 5. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 5x 1v và 5x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 13 rồi nè các bạn và mình thấy nó hơi rảnh ha. Mình sẽ móc hàng móc thứ 14 là bằng số mũi móc của hàng móc thứ 13 ha. Ở hàng móc thứ 13 chúng ta có 96.
mũi móc đơn. Vậy hàng thứ 14 thì mình cũng sẽ móc 10 96 mũi móc đơn luôn ha, 96 ít đó. Và các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Chúng ta sẽ gài lại. 1 rồi. 2 3 4 5 và các bạn móc tới cuối hàng luôn nha, 96 ít. Mình đã móc xong hàng móc thứ 14 rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 15 nha. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 11X1V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ít rồi ha, tới 1V ở chân bên cạnh. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Nếu mà các bạn móc cái size nhỏ hơn á, thì chúng ta sẽ đo từ từ được rồi đó ha. Để thôi các bạn sẽ thân nhiều quá ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hay móc thứ 16 ha. Các bạn sẽ móc theo công thức là 6X1V và 6X 1X đầu tiên. 6 dấu lại ha. 2 3 4 5 6 1V cho bên cạnh. Tiếp tục 6X nữa. 1 2 3 4 5 6. Lặp lại nguyên cái cụm móc này luôn ha, 6X1V và 6X tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 16 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 17 ha. Ở hàng móc thứ 17 thì chúng ta sẽ không có tăng mũi. Các bạn sẽ móc 1X đầu tiên. Vậy là chúng ta có 112 chân móc á. Chúng ta sẽ móc là 112X cho hàng móc thứ 17 này nha. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 17 rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn tham khảo ha. Tại vì cái tay móc của mình á, khi mà móc xuống cái phần bên dưới á, nó sẽ rộng ra khoảng 2-3 cm. Là do mình móc lỏng tay các bạn, cho nên là cái sản phẩm nó ở cái phía dưới nó sẽ thường là nó sẽ rộng như vậy đó, cho nên là mình sẽ không có móc thêm hàng tăng mũi ha. Nhưng mà nếu mà các bạn cái tay móc của các bạn nó ngắn với lại nó nhỏ hơn mình á, thì các bạn sẽ móc thêm những cái hàng tăng mũi nữa ha. Mình sẽ để thêm hai cái hàng tăng mũi nữa, tức là 13X1V với lại 7X1V 7X. Là thêm hai cái hàng tăng mũi đó, để nếu mà bạn nào mà móc còn ít quá đó và chưa có đủ cái số cm mà các bạn dừng lại, thì các bạn sẽ móc thêm hai hàng đó nữa ha. Rồi chúng ta sẽ móc xuống tới những cái hàng không tăng mũi. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn tham khảo nè. Ở đây là mình đã móc được 16 cm. Hồi nãy là mình chia là 56 chia cho 3,14 là được 17,8 đó các bạn. Cho nên là mình sẽ dừng lại ở số cm là 16 như thế này ha, cái đường kính đó. Còn bạn nào mà cái tay móc mà nó nhỏ hơn mình đó, thì các bạn sẽ làm thêm một hàng tăng mũi nữa nha, 13X1V. Rồi các bạn hả móc những cái hàng móc tiếp theo là những hàng không tăng mũi. Rồi để như vậy đi ha các bạn. Tại vì nếu mà mình tăng thêm một hàng nữa, cái sản phẩm này nó ra cỡ 60 cm là mình móc á, cho nên là mình chỉ có tăng mũi tới 6X1V 6X thôi, tức là 12X1V nè. Thì bây giờ mình sẽ móc hàng móc thứ 18 cho tới cái mang tay ha. Này, mỗi chân mình sẽ móc 1X, tức là mình có 112 mũi X. Hàng 17 móc làm sao thì hàng 18 trở đi mình sẽ móc y hệt như thế nha. Rồi, ở đây là mình hồi nãy mình có nói đó, 21 nè, mình trừ đi cho
3 là mình sẽ móc 18 cm từ cái đỉnh đầu xuống tới cái mang tai các bạn. Rồi các bạn tự trừ ra để mà các bạn móc ha. Một lát nữa để mình coi coi, nếu mà nó tầm 17 mà mình thấy hợp lý thì mình sẽ dừng lại ở hàng 17, 17, 17.5, 18 gì đó. Thì mình sẽ một lát nữa mình sẽ lựa chọn ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc những cái hàng móc không cần tăng mũi nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà mình móc tới cái chỗ mang tai nha. Mình đã móc lên tới hàng 38 rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cái độ cao ha, tại vì mình cũng đổi thử á. Cho nên là mình móc theo cái size của mình luôn. Nè các bạn. Nó cũng tầm 17 chấm mấy nè, gần 18 nha. Vậy là cũng được rồi á. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn cái vòng tròn này. Nãy nếu mà mình làm hơn nữa là nó ra dài lắm rồi đó các bạn. Nó ra rộng lắm rồi đó. Bây giờ cái tay móc của mình hiểu á, cho nên là mình đối với các bạn ha, ở cái sợi này nè mà các bạn móc cái đường kính mà nó không có đúng á là nhiều khi nó bị chật á. Còn mình cái tay móc của mình nó sao không biết nữa mà cứ xuống phần phía dưới là nó sẽ rộng ra thêm mấy cm à, cho nên là mình sẽ chịu hao. Và khi hướng dẫn cho các bạn thì mình phải nói thêm với nó để cho các bạn dễ dàng điều chỉnh cái tay móc của mình ha. Rồi như vậy là mình, tại vì vòng đầu là chỉ có 55 thôi nhưng mà mình tính móc 56, nhưng mà cái này nó 55,5 rồi. Đó, kệ luôn ha. Vậy là cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ xuống cái phần vành luôn nha các bạn. Thì chúng ta ở đây mình đếm được là mình móc tới hàng móc thứ 38 á. Bây giờ cái hàng vành mình đếm lại đi ha các bạn. Coi như là cái hàng thứ nhất của cái phần vành đi. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 3x1v nha. 1 nè. 2 3 1v ở cái chân móc bên cạnh. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. 3x1v. Mình đã móc xong cái phần vành 3x1v nè các bạn. Ở cuối á chúng ta còn dư một chân móc nè, hoặc là còn dư hai chân móc gì đó, các bạn cứ móc mỗi chân là một ít là được rồi ha. Rồi ở đây mình móc một ít luôn. Giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai của cái phần vành nha. Các bạn sẽ móc cho mình cái hàng này không có cần tăng mũi. Mỗi chân thì các bạn sẽ móc một ít ha. Rồi các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn sẽ móc mỗi chân một ít ha, móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ hai của phần vành cũng như là những cái hàng móc tiếp theo luôn á các bạn. Mình đã móc tới hàng móc thứ 16 luôn ha. Thì từ hàng móc thứ ba trở đi á, mình sẽ để cái công thức móc cái phần vành nón ở phía trên màn hình ha. Các bạn cứ việc nhìn theo đó rồi các bạn móc thôi, rất là đơn giản à. Rồi khi mà các bạn móc xong hết cái này á thì chúng ta sẽ bỏ qua một chân móc ha, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi trượt để chúng ta móc lên một mũi móc xích rồi cắt sợi luôn. Còn nếu mà bạn nào mà thích cái vành nó dài hơn nữa thì chúng ta sẽ móc một hàng tăng mũi, hai hoặc là ba hàng không tăng, nên vậy cứ xen kẽ ha. Thì tới cái hàng thứ 14 á, là 7x1v đó, thì sau nếu mà các bạn muốn tăng nữa thì các bạn sẽ làm 8x1v, 9x1v, nó sẽ dài dài ra thêm ha. Còn cái vành này thì mình đo được đầu khoảng là gần 8 cm rồi các bạn. Nếu mà muốn làm cái vành nó dài hơn nữa thì các bạn cứ móc thêm ha, cứ xen kẽ một hàng tăng, hai hoặc ba hàng không tăng là được rồi. Nếu mà các bạn muốn cái bèo nó lượng nhiều á thì chúng ta sẽ tăng nhiều, còn nếu mà lượng ít á thì cái hàng không tăng nó sẽ nhiều hơn. Rồi như vậy ha, ở đây là mình đã làm cái phần gợn sóng nó như thế này rồi nè, mình thấy nó đã phù hợp rồi cho nên là mình sẽ dừng lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần nón để chúng ta trang trí cái phần nơ rồi ha. Chúng ta sẽ có hai cộng, một cộng là chúng ta sẽ làm cái vòng tròn này, một cộng là chúng ta sẽ tạo cái phần nơ các bạn.
Đó, để một lát nữa rồi cái chúng ta sẽ đính vô ha. À, tạo nơ như thế này nè. À, đơn giản thôi đúng không các bạn? Rồi chúng ta sẽ đính vô thôi. Rồi như vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái cọng dây này nha. Cái chỗ mà cọng dây thắt nơ đó là mình làm 40 cm á, còn cái cọng dây này thì các bạn cứ ốm vô cái vòng nón đi ha. Thì nào nó đạt như thế này nè thì các bạn sẽ dừng lại. Đó, vòng tròn vậy các bạn dừng lại khỏi đo nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt nha. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc. Này nè. Móc một mũi dời. Chân tiếp theo một mũi dời. Ở cái chân bên đây nè các bạn, không có móc vào chân này ha, móc vào chân này luôn. Một mũi dời nữa là 3. Rồi cái chân tiếp theo nữa nè. Một mũi dời ở đây nữa là 4 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay nó ra như thế này. Nó có những cái nhánh nhô lên á. Các bạn sẽ móc vào cái nửa cái chân này nè. Một mũi dời. Bên đây một mũi dời. Đây một mũi dời nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta có cái những cái chân móc mới ở cái hàng mới đó nè. Một mũi dời. Hai. Ba. Bốn. Rồi các bạn cứ móc xoay vòng vòng ha. Bốn mũi dời mỗi hàng. Đó, xoay vòng vòng. Đó. Rồi các bạn có thể là quen rồi thì chúng ta sẽ tăng tốc lên và chúng ta sẽ móc những mũi dời này tới cái đoạn cm mà chúng ta mong muốn ha, thì nó sẽ ra được cái phần dây như thế này để chúng ta trang trí. Hoặc là bạn nào mà thích cái kiểu trang trí như thế nào thì các bạn có thể phối ha. Chúng ta có thể là làm cái dây ribbon hoặc là dây ren gì cũng được hết. Rồi các bạn sẽ móc lên cái số cm mà các bạn mong muốn nha. Rồi sau khi mà các bạn móc xong á, rồi móc lên cửa móc xích rồi các bạn sẽ cắt len ha. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái cọng dây này lại với nhau nè. Rồi chúng ta nối cho nó đều đều cho nó đẹp luôn ha. Xong rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ đưa cái cọng này qua phía bên này xíu đi. Rồi cột hai cái cọng này lại ha. Rồi chừa nó. Xong rồi chứ chúng ta sẽ giấu len cái cọng này đi. Rồi các bạn sẽ đưa nó vô bên trong này. Rồi ví dụ nó như thế thôi. Rồi các bạn sẽ lấy này hơ ha. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự giấu cái cọng này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn cái phần nơ ha các bạn. Chúng ta sẽ để lên trên đây. Rồi ở đây các bạn cũng sẽ quấn qua phía bên này. Làm sao mà cho nó đều ha. Rồi, nó như thế này đi. Mình thấy nó đều rồi nè. Đều hai chân rồi ha. Còn lát nữa chúng ta sẽ canh chỉnh lại nữa. Rồi, các bạn sẽ Rồi, chúng ta sẽ đưa nó qua đây đi các bạn ơi. Cột nó làm gì đi, cho nó nhanh. Chứ giờ mà luồn qua nữa thì thấy nó chậm quá. Cái mũi móc nó chặt quá các bạn, cái chúng ta luồn qua nó khó. Rồi các bạn siết chặt lại ha.
Và chúng ta sẽ làm nghiêng đi, rồi chúng ta nói vô đi. Và bây giờ chúng ta sẽ để vô chỗ cái điểm này nha. Các bạn sẽ lấy cái cọng này nè. Các bạn sẽ luồn vô. Rồi, các bạn sẽ cố định lại cái chỗ phần nơ này luôn ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái chiếc nón vành để mà các bạn có thể là đi du lịch hoặc là để che nắng đâu ha. Đi đâu mình có cái nón vành rất là xinh xắn này để mà mình che nắng, với lại nón thời trang mà. À, các bạn phối với lại túi và mặc những cái bộ đồ mà chúng ta đi biển rồi đó, hết sức là xinh xắn luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.